Hello, bún bánh tinh môn xin chào mọi người. Tiếp tục ngày hôm nay thì em lại lên sóng giới thiệu cho cả nhà tham khảo một mẫu xe hạng A rất là nhỏ gọn các bác nhé, và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Trong thời điểm xăng dầu đang tăng giá khá là cao như thế này thì những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu thì luôn được nhiều bác lựa chọn, nên em lại tiếp tục sở hữu thêm một em hạng A nhỏ gọn như thế này để cho các bác tham khảo nhé. Đời 2015 với cửa tiền 145 triệu đồng. Một chiếc xe đến từ chất lượng của Mỹ. Đấy, các bác nào sở hữu xe tặng vợ, tặng bồ thì khá là ok các bác. Xe Nga rất là nhỏ gọn này. Đấy, rất là kinh tế rồi nhá. Loanh quanh tầm 5 lít đây. Khu vực ngoại đô này. Loanh quanh 5-6 lít thôi. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy. Tổng thành sơn xi thân vỏ đây. Màu vàng các bác nhá. Mang tên tư nhân biển Hải Phòng 17890. Một chiếc xe phiên bản đủ được trang bị hai túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện. Và xe thì cam kết cho các bác là không có tai nạn nặng, không bập nước các bác nhé. Cột kèo nguyên zin hết. Keo chỉ của xe thì có logo một tí thôi. Đăng kiểm dài tháng 10 2023 này. Dàn ốp đây. Dàn ốp đây. Phần nội thất đây các bác nhé. Dòng xe Chevrolet Spark này thì so với những dòng xe Nga khác này chạy khá là đầm mới các bạn, đầm hơn so với những xe chiếc xe Nga khác khá là nhiều đấy. Nội thất này, tắt lô tắt đi đấy nhá, hai túi khí an toàn đầu DVD nguyên bản này, chìa khóa theo xe. Đấy, nội thất đấy, một chiếc xe nhãn Nga nhỏ gọn, chúng ta đi tất cả các đường phố ngõ ngách thì khá là ok các bác nhá. Đồ đạc phụ tùng thì tìm thay thế thì khá là dễ thôi, chi phí rẻ. Đây, tắt lô tắt đi các bác nhá, rất là sạch sẽ. Trần để được bọc ni lông rồi. Đấy, dàn lốp này các bác này, khá là ok luôn nhá. Loanh quanh 70-80% nữa. Hệ thống cua lốp của xe đây. Xem cho các bác chia sẻ cho các bác tham khảo này. Cua lốp không mục ngoặt mọi người nhá. Cua lốp không có mục ngoặt gì cả này. Khung gầm sàn cũng vậy nhá. Đời 2015 cũng khá là ok. Chúng ta chỉ loanh quanh tầm 100 hơn 100 triệu thôi. 145 triệu là các bác đã sở hữu được một chiếc xe hạng A. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đây. Dòng xe Chevrolet Spark này thì rất là lành đấy, cực kỳ là lành. Đây, phần sàn này. Lốp sơ cua đây, đồ đạc đây. Tất cả đầy đủ hết các bác nhé. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn, số điện thoại 0354 152 888 và địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Bên em thì có hỗ trợ vận chuyển giao xe trên toàn quốc, và mọi người lưu ý giúp em là giá trên là giá em bán xe tại cửa hàng thôi các bác nhé, chưa có bao gồm phí gì cả đâu. Và chiếc xe này thì đa tên tư nhân, đang là tên tư nhân nhưng mà xe cũng có khoan, có khoan các bác nhé. Nhưng mà xe thì rất là chất luôn, khẳng định các bác là cực kỳ chất luôn. Tắt lô tắt đi đây, gương kính chỉnh điện này. Cái phần khoang máy này bốn máy kinh môn sẽ cho mọi người tham khảo nhé. Đây, mặt đồng hồ của xe thì không có báo lỗi một chút nào các bác này, không có báo lỗi một chút nào các bác nhé, mình coi yên tâm. Và phần khoang máy đây bốn máy kinh môn sẽ cho mọi người tham khảo luôn này. Đây thôi nhé. Sở hữu động cơ là 1.0 4 máy đây. Vận hành khá là ok rồi. So với 3 máy thì 4 máy sẽ vận hành khỏe hơn khá là nhiều đấy. Máy thì không có một chút rung giật gì các bác nhé. Nổ êm, không rung giật. Máy số thì cam kết cho các bác là đại chất luôn. Máy số đại chất luôn các bác nhé. Máy rất là êm luôn. 145 triệu đồng. Đấy, các bác quan tâm xe thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn nhé, số điện thoại 0354 152 888, địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn quan tâm và theo dõi nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.